Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về top 10 tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất Việt Nam. Xin được nhắc lại ở đây là thu nhập bình quân đầu người. Và con số thống kê này thì được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê. Vào thời điểm video này được thực hiện thì đây là những số liệu trong trọn vẹn năm 2021 với mức được tính ở đây là thu nhập bình quân một người trên một tháng. Theo thống kê cả nước của năm 2021 thì thu nhập bình quân một người trên một tháng là 4,205 triệu đồng. Trong đó, khu vực thành thị thì có thu nhập bình quân cao hơn của khu vực nông thôn khoảng 1,5 lần. Cũng theo báo cáo thì những cái nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân đầu người một tháng ở Việt Nam bây giờ là vào khoảng 9,2 triệu đồng một người trên một tháng, cao gấp 8 lần so với nhóm những cái hộ nghèo nhất tại Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với top 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tại Việt Nam và cùng xem tỉnh mà bạn đang sinh sống, đang làm việc có nằm trong số này hay không. Ở vị trí số 10 đó là Bà Rịa Vũng Tàu với thu nhập bình quân là 4,41 triệu đồng một người một tháng. Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc ở vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh này thì nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bà Rịa Vũng Tàu là một cửa ngõ để mà ra biển Đông và cũng kết nối thuận tiện với thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương khác bằng đường bộ, đường không và cả đường thủy nữa. Một trong những hoạt động kinh tế quan trọng nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó chính là dầu khí. Trên thềm lục địa của Đông Nam Bộ thì tỷ lệ các mũi khoan thăm dò, tìm kiếm, gặp dầu khí rất là cao, đặc biệt là tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây đã phát hiện các mỏ dầu có giá trị thương mại lớn, ví dụ như là mỏ Bạch Hổ, đang là mỏ lớn nhất Việt Nam, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng hay là mỏ Rạng Đông. Đương nhiên, xuất khẩu dầu đóng góp một phần rất là quan trọng vào thu nhập của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu thì chiếm đến 93% tổng trữ lượng dầu mỏ và 16% tổng trữ lượng khí thiên nhiên của cả nước ta. Để phục vụ xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm khác thì Bà Rịa Vũng Tàu được tập trung xây dựng hệ thống cảng biển cực kỳ hiện đại. Ở vị trí thứ 9 đó là một tỉnh ở phía Bắc, tỉnh Vĩnh Phúc, với thu nhập bình quân đầu người là 4,51 triệu đồng một người một tháng. Vĩnh Phúc thì rất là gần Hà Nội. Đây là một tỉnh thuộc ở vùng đồng bằng sông Hồng, nằm ở chính giữa trung tâm hình học ở trên bản đồ miền Bắc. Và tỉnh này thì nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Từ Hà Nội di chuyển đến Vĩnh Phúc rất là đơn giản. Trước đây có một thời gian ca cộng làm tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì hàng ngày mình đều di chuyển từ Hà Nội lên Vĩnh Yên để mà đi làm. Tại Vĩnh Phúc thì dân số có khoảng đến gần một nửa sinh sống tại vùng đô thị, cụ thể là 45% và 55% sinh sống ở vùng nông thôn. Nó cho thấy mức độ đô thị hóa của Vĩnh Phúc là lớn đến như thế nào và nhanh đến như thế nào khi mà trước đây Vĩnh Phúc được biết đến là một tỉnh phụ thuộc rất là nhiều vào nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc thì luôn ở mức cao, có năm lên đến trên 20%. Tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu được tái lập vào năm 1997 và quy mô kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc đến bây giờ so với năm 1997 là tăng khoảng 70 lần. Và tỉnh này là một trong những điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư. Tỉnh này cũng có rất nhiều khu công nghiệp. Ở vị trí thứ 8 đó là Cần Thơ. Cần Thơ thì có thu nhập bình quân đầu người đó là 4,79 triệu đồng một người một tháng. Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương và là thành phố sầm uất phát triển bậc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, vốn được mệnh danh là Tây Đô, thủ phủ của miền Tây Nam Bộ từ cả hơn 500 năm trước. Cần Thơ có nhiều khu công nghiệp, ngoài ra thì có nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ, nhất là cái khu vực ở Phù Sa được bồi đắp thường xuyên, thích hợp cho canh tác lúa, các cây hoa màu, các cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả đặc sản, tạo điều kiện để ở Cần Thơ phát triển rất là tốt về cái mảng này. Ngoài ra với hệ thống sông rạch chằng chịt, nhiều cây ăn trái chợ nổi tấp nập trên sông như là chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền thì Cần Thơ cũng rất nổi tiếng với hoạt động du lịch. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Ở vị trí thứ 7 đó là Bắc Ninh. Bắc Ninh có thu nhập bình quân đầu người là 4,91 triệu đồng một người một tháng. Bắc Ninh rất là gần Hà Nội, đây là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Tỉnh này có diện tích chỉ là 822 km2 mà thôi, tức là bằng 1/20 diện tích của Nghệ An. Bắc Ninh có rất là nhiều làng nghề, từ xa xưa thì Bắc Ninh đã phát triển mạnh về làng nghề rồi. Và bây giờ thì Bắc Ninh còn có những khu công nghiệp lớn nữa. Samsung nằm tại Bắc Ninh là một khu rất là nổi tiếng. Tính riêng về công nghiệp thì năm 2021 sản xuất